Câu chuyện về gai A, hơi thở vĩ đại và hành trình tiến hóa của hành tinh có ý thức của chúng ta. Tác giả Jude Caravan Chương 7 Triển vọng Có một số đặc điểm cơ bản được chia sẻ ở tất cả các dạng sống tế bào của gai A. Từ những vi khuẩn cổ xưa nhất cho đến những loài khủng long lớn nhất, từ các loài chim cũng như côn trùng, đến những rừng cây cối hùng vĩ. Tất cả mọi thứ, bao gồm con người, đều được cấu tạo từ protein, các phân tử hữu cơ dựa trên carbon tạo nên cấu trúc cơ thể và khả năng cảm nhận môi trường xung quanh cũng như đặc tính có thể di chuyển. Một lượng lớn protein được sử dụng trên toàn gai A được tạo thành từ sự chọn lọc cho ra một bộ tiêu chuẩn chỉ gồm 20 axit amin cộng thêm hai axit amin nữa trong những trường hợp đặc biệt để đi thực hiện những vai trò cụ thể bao gồm cả enzyme để tăng tốc độ và hiệu quả của các quá trình hóa học mà không bị biến đổi hoặc phá hủy. Do đó, các axit amin này có thể được sử dụng hết lần này đến lần khác trong một loạt quy trình với hiệu quả tương tác tăng lên dần để duy trì sự sống hữu cơ. Tất cả các dạng sống tế bào đều chuyển hóa, chúng lấy năng lượng và chuyển hóa thành đường phân tử để cung cấp năng lượng cho các hoạt động. Chúng giao tiếp và được phân cách với môi trường xung quanh chủ yếu qua màng thấm lipid tức là các phân tử không tan trong nước cuối cùng tất cả chúng hướng dẫn việc xây dựng cơ thể tự sửa chữa và tái tạo bằng cách sử dụng mã thông tin của axit nucleic phân tử rna là chất truyền tin của thế giới hữu cơ trong hệ thống gai a và dna một người anh em có độ phức tạp và ổn định hơn có khả năng lưu trữ thông tin ngoài ra đối với các axit amin và đường Tính chất thuận tay trái hoặc thuận tay phải được đính vào giai đoạn phát triển từ sớm trong các đám mây giữa các vì sao. Chúng tối ưu hóa các kết nối thông tin cũng như quá trình trao đổi chất. Tất cả những thuộc tính cơ bản này được thể hiện trong động lực tiến hóa của vũ trụ từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, có một đứa con hữu cơ cổ xưa nhất của Gaia đã chọn con đường tiến hóa hoàn toàn khác, virus có câu chuyện của riêng chúng và có thể có trước cả Gaia chúng bỏ qua bản chất thuần túy về câu chuyện các axit nucleic được bao quanh bởi lớp vỏ protein khi cơ thể lưu trữ chúng trong tế bào chúng gây ra sự thay đổi đáng kể về cấu trúc và hành vi cũng như về một con đường tiến hóa không phổ biến đó là sự độc đáo và tầm quan trọng của virus mà chúng ta sẽ quay lại sau hiện tại chúng ta sẽ tập trung vào sự xuất hiện và tiến hóa của những đứa con khác của gai a có được những kỳ tích phi thường về độ phức tạp và tiến hóa là thế kỳ thực sinh quyển của gai A chỉ được tạo thành từ bốn loại phân tử chính, bao gồm protein, đường, lipid và axit nucleic. Bốn loại này hợp tác để thực hiện các vai trò và quy trình cần thiết từ các loại vi khuẩn cổ đại cho đến các vi khuẩn đơn bào sớm nhất và cộng đồng hàng nghìn tỷ tế bào ở các dạng sống phức tạp như hiện nay. Một hành trình vô cùng dài mà điểm khởi đầu là các đám mây khí và bụi giữa các vì sao tràn ngập nước băng được tắm trong ánh sáng tia cực tím. Quá trình hình thành qua hàng triệu năm của gia đình linh hồn của Gaia cũng giúp nuôi dưỡng sự phát triển chậm rãi và phong phú của các phân tử phức tạp. Trong số bốn khối xây dựng prebiotic chính, glycine một loại axit amin tạo ra protein đơn giản nhất và glycolaldehyde, loại đường đơn giản đã được phát hiện trong phòng thí nghiệm cho thấy các phân tử hữu cơ nền tảng này vốn đã có nguồn gốc từ các đám mây giữa các vì sao. Một bằng chứng sâu hơn nữa về lipid là đến từ các phân tích về thiên thạch có niên đại từ thời tiền hành tinh mà từ đó, toàn bộ gia đình linh hồn của Son và Gaia đã hình thành, sau đó mới phát triển dần dần độ phức tạp cao hơn, rồi tiến hóa đến ngưỡng xuất hiện của sự sống hữu cơ. Sao chổi có nguồn gốc xa xôi trong hệ thống linh hồn và được hình thành từ vật liệu nguyên thủy trộn với băng, cũng chứa nhiều hợp chất hữu cơ một tàu thăm dò hạ cánh vào năm 2016 đã tiết lộ rằng quả cầu tuyết lấm bùn cổ xưa này có chứa carbon monoxide và dioxit, metan, dehit, glycine và nguyên tố phosphor. Ngày càng có nhiều khám phá cho thấy sự xuất hiện và sự tiến hóa gồm nhiều bước để cho ra các đứa con hữu cơ của gai đã phát sinh gần như chắc chắn là từ những yếu tố nhập cư sớm nhất, mà dòng dõi của chúng nằm trong hệ thiên hà và có một ít được tính là từ vũ trụ phổ quát. Ban đầu, tất cả các sự sống hữu cơ trên những hành tinh thuộc về hệ linh hồn gia đình của Gaia có khả năng được gieo mầm bằng những thành phần phôi thai nhập cư này. Đối với sao Thủy, trong một quỹ đạo nóng bỏng gần son nhất, các khả năng tiến hóa được mang lại bởi tiềm năng này lại có cơ hội sống sót nhỏ hơn. Tuy thế, sao Kim, Gaia và sao Hỏa ở xa hơn đều gần như bắt đầu sự sống dưới dạng những hành tinh nước và chỉ Gaia một hành tinh có tư trường bảo vệ mạnh và nằm ở vị trí trung tâm trong khu vực nuôi dưỡng sự sống cộng thêm sự may mắn được luna hỗ trợ cho sự ổn định thì mới có thể giữ được lượng nước lỏng dồi dào trên bề mặt của cô ấy các hành tinh khí khổng lồ như sao mộc và sao thổ khó có khả năng từng chứa đựng những điều kiện thuận lợi cho nước ở dạng lỏng chỉ các mặt trăng đá tương ứng của họ là europa và ganymede của sao mộc Enceladus và Titan của Sao Thổ mới khả dĩ có các đại dương rộng lớn bên dưới bề mặt đóng băng. Sau sự ra đời của Gaia, trải qua hàng trăm triệu năm, các vụ va chạm từ các tiểu hành tinh và sao chổi vào Gaia đã dần dần cung cấp các khối xây dựng hữu cơ cho sinh quyển của Gaia và tăng thêm lượng nước, mang đến dồi dào những carbon dioxide, nitơ Mê tan và hydro phua nhưng không có oxy, từ đó cũng tạo ra các quá trình hóa học kết tụ ở các cấp độ tiếp theo của khí quyển. Khi các dạng sống hữu cơ của Gaia xuất hiện và tiếp tục tiến hóa, ở bước sau cùng, chúng sẽ thường tận dụng 60 trong số 94 nguyên tố phổ biến đối với tất cả sự sống hữu cơ và chiếm phần lớn khối lượng sinh quyển của Gaia, đó là carbon, hydro, nitro oxy cùng với hàm lượng ít hơn phốt pho và lưu huỳnh được viết tắt là CHNOBS. Hydro là nguyên tố đơn giản nhất và cho đến nay là nguyên tố có khối lượng dồi dào nhất trong toàn bộ vũ trụ của chúng ta. Tiếp theo là heli, oxy, carbon và Nito là những nguyên tố phổ biến thứ ba, thứ tư và thứ sáu trong hệ thống thống hành tinh gia đình với gai A. Do vậy, con đường phổ quát dẫn đến sự xuất hiện của đời sống sinh học là tận dụng một số nguyên tố dồi dào nhất có sẵn lúc ấy và đặc biệt là những nguyên tố có khả năng gây ra phản ứng hóa học để xây dựng vô số mối quan hệ giữa chúng với nhau và với các nguyên tố khác. Chúng ta hãy lần lượt xem xét các yếu tố CHNOPS và lý do cũng như cách thức chúng đóng vai trò cơ bản đối với sinh quyển của Gaia. Trước hết, thuật ngữ hữu cơ là đồng nghĩa với sự sống dựa trên carbon, như chúng ta đã thấy nhờ sự tương tác cộng hưởng cực lớn của các nguyên tử helium bên trong các ngôi sao đã tạo nên sự hình thành carbon dồi dào ở khắp mọi nơi trong số tất cả các nguyên tố ngoài hydro carbon dễ dàng hình thành các liên kết với các nguyên tố khác và với chính nó sự kết hợp carbon các carbon các với bốn vị trí liên kết cho phép nó liên kết sâu hơn với nhiều nguyên tố khác để đóng vai trò dàn giáo cho các phân tử hữu cơ lớn và phức tạp bên cạnh đó các liên kết tương ứng được hình thành và bị phá vỡ với mức năng lượng tương đối thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình hóa học năng động được thể hiện trong hầu hết quá trình sinh học của các sinh vật. Hơn một tỷ năm sau trong câu chuyện của Gaia, bản chất hấp dẫn trong khả năng phản ứng của oxy kết hợp với tính trung hòa của nitơ đã dẫn đến sự tiến hóa của vi khuẩn lam. Với khả năng sử dụng chất diệp lục phân tử vòng nito và năng lượng của ánh sáng son để chuyển đổi carbon dioxide và nước thành oxy và các hợp chất hữu cơ, chính xác tố lam là bước tiến hóa để thu được năng lượng ánh sáng tối đa trong vùng màu lục của quang phổ khả kiến. Quá trình quang hợp kỳ diệu này đã kích hoạt cho hành trình tiến hóa vĩ đại làm biến đổi sinh quyển của Gaia, nó dẫn đến thực vật đều có màu xanh lam. Quá trình giả kim thuật của nó sau đó cung cấp các protein dựa trên nito mà toàn bộ cuộc sống hữu cơ đang phát triển tiếp lên của gai A sẽ dựa vào đó, đồng thời gây ra sự kiện oxy hóa diện rộng, sự thải ra oxy của một số lượng lớn vi khuẩn lam trong nước và sau cùng là hệ thực vật trên đất liền đã oxy hóa cho toàn bộ thủy quyển và bầu khí quyển của gai A. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy bằng chứng các vi khuẩn và virus là những đường dẫn cho việc phân chia ý thức tự nhận thức. Bên cạnh đó còn phối hợp với phốt pho và lưu huỳnh để giúp đẩy nhanh và tăng hiệu quả của nhiều quá trình hóa học hữu cơ. Nó là một thành phần trong những hoạt động liên quan đến việc chuyển điện tử và tán năng lượng cho phép các hệ thống hữu cơ hạ mức động lực năng lượng bên trong xuống trạng thái ổn định nhất hoặc cơ bản nhất. Hợp chất hydrosunfua đảm bảo tính liên tục trong quá trình trao đổi chất và truyền dẫn tín hiệu. Các đặc điểm của tất cả đời sống tế bào đều có liên quan đến khả năng lắp ráp, cấu trúc sửa chữa và tái tạo bản thân tự phân biệt chúng với môi trường xung quanh và cung cấp năng lượng cho các quá trình sống tự thân thông qua quá trình trao đổi chất mỗi thuộc tính này tương ứng với một hoặc nhiều trong số bốn loại phân tử hữu cơ cơ bản đó là axit nucleic của rna và dna để giữ và truyền mã di truyền nhằm hướng dẫn cho quá trình lắp ráp sửa chữa và sao chép này protein được tạo thành từ các chuỗi axit amin dài để xây dựng và duy trì cấu trúc Lớp màng bởi lipid không hòa tan để tạo ranh giới giữa tế bào và môi trường xung quanh, đường để cung cấp năng lượng trao đổi chất. Mỗi loại trong số này, ngay cả ở những sinh vật đơn giản nhất, đều rất đa dạng và phức tạp. Khi kết hợp lại, chúng tương tác với nhau trong sự gắn kết năng động và phi thường. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá đặc điểm của từng khối xây dựng hữu cơ này và cách chúng liên quan với nhau một thuộc tính chứa đựng trí thông minh phi thường đã dẫn đến sự phát triển đa dạng và phức tạp qua hàng tỷ năm mà bản thân chúng vẫn tương đối không thay đổi chúng ta sẽ xem xét từng cái một làm thế nào mà dựa trên bản chất thông tin vốn có những nỗ lực hợp tác của chúng đã hội tụ được với nhau để tập hợp và phát triển như một thực thể mạch lạc hoạt động sửa chữa cho các hư hỏng và tái tạo Tất cả các sinh vật tế bào của gai A đều sử dụng mã hình thành DNA và RNA dựa trên nucleotide một ngôn ngữ thông tin chung đã tồn tại không thay đổi từ thời cổ đại trong ít nhất 3,5 tỷ năm. DNA và RNA chia sẻ một quy trình chuẩn hữu cơ mang tính phổ quát, hình thức tuân theo chức năng, cả hai đảm bảo rằng thông tin sẽ được lưu trữ an toàn, chính xác và lâu dài mà vẫn có khả năng thích ứng với các kích thích bên trong và bên ngoài, chịu được áp lực và duy trì cho cơ hội tiến hóa đồng thời cũng có thể phản ứng linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả về mặt thông tin để bảo vệ và sửa chữa liên tục. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng yếu tố và sự cộng tác quan trọng của DNA và RNA trong việc đảm bảo sự phát triển và sức khỏe của mọi sinh vật tế bào. Từ vi khuẩn cổ và vi khuẩn đơn bào trở đi trong hàng tỷ năm, dựa trên mã nguồn chung của sự sống hữu cơ, chức năng của phân tử DNA, deoxyribonucleic acid là lưu trữ chính xác và an toàn trên cơ sở lâu dài và có thể nhân rộng, đây là dạng mã di truyền thông tin của một sinh vật cụ cho phép nó được sao chép nhanh chóng và ít sai sót nhất. Nó có cấu trúc như một chuỗi xoắn kép. DNA giống như một cầu thang xoắn ốc với trục kép được tạo thành từ các loại đường liên kết với nhau, deoxyribose và phốt phát liên kết với nhau bằng liên kết carbon-carbon mạnh. Nó cung cấp sự ổn định rất lớn một thông tin trong DNA hơn một triệu năm tuổi từ voi ma mút Siberia vẫn có thể được bảo toàn cho đến nay. Các sợi giữa cầu thang xoắn kép này là những đoạn nhúng mã di truyền bao gồm bốn chữ cái A, C, Gam và T. Đây là những chữ cái đầu tiên của các ba gồm Adenai, Cytosin, Guanai và Thamai. Chúng có tính ổn định do thành phần dầu nito của chúng, trong đó A chỉ ghép với T và C chỉ ghép với G. Cấu trúc này lưu giữ thông tin và được truy cập dễ dàng bởi đối tác truyền tin RNA. Các chuỗi gen dài hơn thì tạo nên nhiễm sắc thể, chứa mã di truyền tổng thể cho khuôn mẫu hoàn chỉnh của sinh vật. Toàn bộ bộ gen này là bản thiết kế DNA cho các thế hệ sinh vật tương lai chưa hình thành. Nó sẽ hiện diện trong hầu hết các tế bào của cơ thể sinh vật. Thông tin mà nó mang theo là giống nhau trong mọi tế bào, vì vậy toàn bộ nền tảng của sinh vật hiện diện ở mọi bộ phận. Đồng thời, Thiên tài sáng tạo này cũng có khả năng đáp ứng và thích ứng ở cấp độ tế bào, có thể thể hiện và phân biệt một cách chính xác và hiệu quả trí thông minh được phân bổ toàn diện. Chuỗi DNA được cuộn nhiều tầng trong một kỹ thuật mà không hề bị rối hay thắt nút với mật độ thông tin lớn hơn hàng nghìn tỷ lần so với một chiếc đĩa máy tính. Trong khoảng thời gian ngắn hơn một cái chớp mắt, 3 tỷ cặp DNA của con người được xoắn ốc thành một khối cầu có chiều ngang vài phần triệu mét nếu trải rộng ra nó sẽ dài gần 2 mét. Một chức năng quan trọng khác của DNA là giảm thiểu các lỗi sao chép thông tin của nó ở mức sai sót dưới 1 phần 10 tỷ. Phần sau chúng ta sẽ đề cập đến cách thức tuyệt vời để tối ưu hóa điều này trong quá trình sao chép tế bào. Tuy nhiên, nếu không có RNA, mã di truyền sẽ vẫn được đóng kín và bảo vệ bên trong chuỗi DNA cuộn chặt, và nó sẽ không thể hướng dẫn việc xây dựng và sửa chữa cơ thể chủ của nó. RNA có một số điểm khác biệt chính so với DNA, đó là tối ưu hóa vai trò chuyển đổi thông tin di truyền thành các axit amin xây dựng. Không giống như DNA với tính ổn định lâu dài, RNA không cần phải tồn tại lâu hơn mức cần thiết để đáp ứng cho chức năng thu thập thông tin từ thư viện DNA, truyền đi một cách nhanh chóng và chính xác đến nơi cụ thể. Xong việc, RNA sau đó tự phân hủy và được tiêu hóa, sắp xếp lại và tái sử dụng lại khi cần. Theo đó, RNA ngắn hơn nhiều so với DNA và là chuỗi đơn chứ không phải chuỗi kép. Nó chỉ cần đưa đủ thông tin liên quan đến các axit amin cụ thể và chỉ cần làm như vậy trong một thời gian ngắn. Đường của RNA kém ổn định hơn đường của DNA trong điều kiện kìm của tế bào, nó cho phép chức năng xử lý thông tin nhanh và sử dụng ít năng lượng hơn. Cuối cùng, RNA mặc dù bao gồm ba bazơ giống nhau, adenine, cytosine và guanine như DNA nhưng lại thay thế chữ cái tham ai bằng uracil uracil sản xuất năng lượng tiết kiệm hơn tham ai vì vậy nó tối ưu cho việc sử dụng rna một cách đa năng còn tham ai ổn định hơn và do đó tối ưu cho dna trong duy trì tính toàn vẹn lâu dài của một trình tự cơ sở tất cả các rna đều cho phép chúng trở thành những chất truyền đạt thông tin cực kỳ hiệu quả bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vấn đề thứ hai trong số bốn nền tảng phân tử của sự sống hữu cơ đó là protein, có khoảng 1 triệu protein trong toàn bộ sinh quyển của gai A và 20 axit amin tạo protein. Các mô phỏng trong phòng thí nghiệm về các điều kiện bên trong các đám mây phân tử giữa các vì sao cho thấy rằng, cơ sở hạt nhân của DNA và RNA mã hóa các axit amin đã được tổng hợp như thế nào. Glycine, loại đơn giản nhất trong số 20 loại axit amin đã được phát hiện trong những đám mây và cả trong trạng thái hôn mê của sao chổi. Uraso cũng đã được tìm thấy trong các thiên thạch có niên đại từ kỷ nguyên lâu đời nhất của hệ thống gia đình với Gaia. Vì thế, khả năng cao là con đường tạo ra protein đã bắt đầu được mở sẵn trước khi Gaia ra đời. Loại thứ ba trong số bốn đại phân tử hữu cơ hình thành nền tảng của sinh quyển Gaia là lipid. Về cơ bản, lipid là chất không tan trong nước. Theo đó, đối với tất cả các dạng sống hữu cơ của tế bào, dù là sinh vật đơn bào hay đa bào, Lipid giúp hình thành các màng bao quanh tế bào, phân cách chúng với môi trường xung quanh. Các điều kiện mô phỏng trong các đám mây phân tử giữa các vi sao đã chỉ ra rằng các phân tử hữu cơ đã được tổ chức với một đầu kỵ nước và một đầu ưa nước, tạo điều kiện cho các dạng lipid sơ khai. Thành phần cuối cùng trong bốn khối xây dựng phân tử của sự sống hữu cơ là đường. Chúng ta thấy một loại đường đơn giản là glycolaldehyde đã được phát hiện trong các đám mây giữa các vi sao và đường ribose một thành phần quan trọng của RNA thì được tìm ra trong thiên thạch, đường là nhiên liệu cơ bản của quá trình trao đổi, nơi chúng cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động của tế bào chẳng hạn như cellulosea, mang lại sức bền và độ cứng cho thành tế bào của thực vật. Chúng cũng đóng vai trò trong cách các tế bào giao tiếp ở cấp độ phân tử, là kênh mà tế bào và protein sử dụng để truyền thông tin cho nhau qua màng tế bào. Ribos nucleobase adenine và cụm phốt phát cùng nhau tạo nên hợp chất hữu cơ ATP adenosine triphosphate có trong mọi tế bào của mọi sinh vật. Đây là năng lượng cho nhiều mục đích trong suốt cuộc đời của các tế bào. Vẫn là nguyên tắc ở mọi quy mô tồn tại trong toàn bộ vũ trụ đều đơn giản nhất có thể. Chỉ có 3 yếu tố quyết định cách các thành phần được kết hợp với nhau. Đó là hình dạng, kích thước và độ kết dính của các nút. Đó chính là các điểm kết nối thực hiện các chức năng tạo, nhận, gửi, chuyển hoặc lưu trữ thông tin, hãy xem xét hệ sinh quyển Gaia đã hoàn thành kỳ tích kết nối mạng thông tin này như thế nào trong một mức độ phức tạp cao hơn ở các chương sau. Rốt cục, bước nhảy vọt từ các chuỗi phân tử ngắn, các từ rời, là các axit amin riêng lẻ cho đến các protein dài, câu hoàn chỉnh có nghĩa đã được thực hiện như thế nào. Tất cả 20 axit amin tạo protein đều ưa nước, ký hiệu là B hoặc kỵ nước, ký hiệu là H. Thuộc tính này là do chúng có mang điện tích có hút nước hoặc không hút nước và cũng là cách để đi xác định hình dạng của chúng. Điều này lại ảnh hưởng đến độ dính của chúng. Tính kỵ nước hay ưa nước quyết định mức độ dính của axit amin và do đó cũng quyết định cách các protein tự gấp lại thành các hình dạng 3D. Cuối cùng, hình dạng và kích thước có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định sự cân bằng, cộng hưởng và hiệu quả của các mối quan hệ bên trong và bên ngoài. Sự biến đổi của 20 axit amin cho phép tạo ra nhiều loại protein có đặc tính khác nhau và trong nhiều trường hợp có liên quan đến nước, trong môi trường nước bên trong tế bào và giữa các tế bào của sinh vật đa bào, những protein không thích nước duy trì các axit amin kỵ nước nằm ở các nếp gấp bên trong của chúng, trong khi các thuộc tính ưa nước tập trung ở các nếp gấp bên ngoài của chúng. Điều đáng chú ý là phân tích cho thấy rằng các đặc tính kỵ nước và tính chất điện tích của các axit amin không được nhóm ngẫu nhiên mà được phân bố đồng đều trong các khả năng về hình dạng và biểu hiện 3D của chúng. Nó cho phép truyền năng lượng một cách hiệu quả thông qua các dòng điện. Lại nói, mã di truyền có khả năng tạo ra 64 axit amin để tạo protein, nhưng tại sao chủ yếu chỉ dùng có 20 những axit amin còn lại vẫn khả thi và thực ra còn có thêm hai loại khác được sử dụng rất có chọn lọc và chỉ được tổng hợp thông qua các quy trình phức tạp hơn. Câu trả lời phụ thuộc vào hai trong số ba nguyên tắc phổ quát mà chúng ta đã thấy xuyên suốt trong câu chuyện của Gaia. Một là, vũ trụ của chúng ta là những hoạt động đơn giản nhất có thể để thể hiện sự tiến hóa. Hai là, vũ trụ này cũng đồng thời sử dụng năng lượng thấp nhất để đạt hiệu quả lớn nhất. Vì thế, Tất cả hầu như chỉ sử dụng 20 axit amin tạo nên protein cho mọi hoạt động. Câu chuyện của gai A giờ đã đạt đến một ngưỡng quan trọng. Thay vì tiến triển tuyến tính, các khám phá đang tiết lộ nhiều bằng chứng hơn nữa về sự hội tụ và một sự cộng tác của thời kỳ tiền sinh học đã được hình thành dưới dạng các phân tử hữu cơ trong các đám mây phân tử giữa các vì sao và được phân phối bởi các tiểu hành tinh để dẫn đến mối quan hệ anh em giữa RNA và DNA, axit amin đường và lipid trong thời kỳ tiền hành tinh của gai A. Sau đó, chúng được tập hợp về mặt hình thức từ các lực hấp dẫn và tiếp tục tuân theo nguyên tắc phổ quát về tính đơn giản bẩm sinh để khởi đầu và hướng dẫn cho sự xuất hiện của tính phức hợp trong quy trình tiến hóa. Khi tiếp tục khám phá các bước tiếp theo trong câu chuyện của gai A, chúng ta sẽ thấy trí thông minh vốn có và khả năng tự nhận thức dần được thể hiện như thế nào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thư viện ông Năm đến hết quyển sách này. Trân trọng!